làng em. Chào cậu hai. Ủa, chị hai em đâu rồi? Dạ, chị hai đi thăm ruộng chưa về. Mà sao mà ai làm gì mặt em giống như bánh bao chiều vậy? Dạ, không có gì hết. Cậu đi đâu vậy? Đi thăm em chứ đi đâu. Cậu hai, tôi nói rồi, cậu cứ tới đây hoài à. Lỡ mợ hai biết á thì khổ cho gia đình của tôi lắm á. Trời ơi, vợ anh thì tối ngày chỉ quanh quẩn ở trong nhà để lo đánh bài, chứ có đi đâu mà em sợ. Đành là vậy, nhưng cậu là người có vợ, còn tôi là gái chưa có chồng. Cậu tới lui hoài à, sớm làng dị nghị thì làm sao mà tôi sống cho nổi chứ. Sợ gì tiếng đời thị phi, miễn anh thương em là được rồi. Ba cái dư luận đó anh chấp hết luôn á. Cậu bất chấp, nhưng tôi thì sợ. Vả lại cậu là con của chủ điền, thừa tiền lắm bạc, còn tôi là gái quê nghèo, có đáng gì đâu mà cậu phải bận tâm. Em xứng đáng làm cho anh bận tâm lắm chứ. Vì tuy em không có nhiều tiền, nhưng em có tấm thân thật là hấp dẫn, nên khi kề cận bên em thì anh đã tìm được những giây phút tuyệt. Trời ơi, nhưng mà với em thì đến bao giờ anh cũng còn lưu luyến. Anh sẽ thương em cho hết cuộc đời của anh. Cậu hai, cậu làm gì vậy? Cậu buông tôi ra đi. Cậu nghiêm chỉnh lại đi. Tôi muốn nói với cậu một việc quan trọng đó. Không có cái việc gì mà quan trọng hết trơn á. Thôi cái chuyện gì để mai mốt rồi nói. Bây giờ anh không có muốn nghe gì hết mà chỉ muốn yêu cậu em. Hai, buông tôi ra đi, buông tôi ra đi cậu hai. Cậu hai, cậu làm cái gì vậy? Cậu hai chứ làm gì? Cậu mà tôi có làm gì đâu. Không làm gì à? Chính cậu thừa lúc tôi vắng nhà mà lẻn vào đây để cưỡng hiếp em tôi. Sao không biết xấu hổ cái hành động điên rồ? Tại sao cậu dám vượt qua dòng lễ giáo để làm nhục em gái của tôi, làm cho tôi phải xấu hổ lây? Việc đã lỡ rồi xin chị hãy bỏ qua, vì quá nặng tình thương mến em làng. Tôi không nén nổi dục vọng điên cuồng, cho nên tôi đã xúc phạm em làng. Vậy thì để tôi tới nhà cậu, nói cho bà Cai với mợ hai biết, coi họ xử sự ra sao. Ê, đừng chị Lành ơi, đừng. Tôi đã nói vậy mà chị không thông cảm cho tôi sao? Chị đừng đi đâu hết, việc tôi làm tôi chịu. Lan à, em đừng khóc nữa. Anh hứa là sẽ thương em và bảo bọc em suốt đời. Câu đó cậu nói với bao nhiêu cô gái rồi? Mới nói với em thôi á.
Tôi không có tin đâu. Không tin hả? Để anh thề cho em coi nha. Nếu mà anh nói dối em thì cho anh biến thành con heo, con chó hay con gà gì đi. Được rồi. Cậu hai, cậu đã nói thì cậu phải giữ lời đó. Phải, tôi hứa tôi giữ lời. Ngày mai tôi đến sẽ có nhiều quà cho chị và em Lan nha. Tôi không cần. Tôi không cần. Em không cần thì anh cũng mang tới cho em. Bây giờ anh về nha. Ngoan đi. Ngày mai anh sẽ tới thăm em. Chị hai, em khổ quá à, chị hai ơi. Lan, sao em dại dột quá vậy Lan? Không phải em dại dột mà em bị ép buộc. Vì cậu hai đã đến dè dặt em nhiều lần mà không được, nên cậu đã dùng sức mạnh để sao bây giờ? Lan, em có nói chuyện này cho cậu hai biết chưa? Em định nói nhưng mà cậu hai không có chịu nghe. Vậy thì chị phải đi tìm cậu hai để nói rõ cho cậu hai biết sự thật và bắt cậu phải thực hiện những gì mà cậu đã hứa. Đi đâu đây? Đi tìm cậu. Tìm tôi có việc gì không? Để tôi nói cho cậu biết là con Lan nó... Con Lan nó làm sao? Nó có thai 3 tháng rồi đó. Con Lan nó có thai thì kệ nó, mất mớ gì mà chị nói với tôi. Cậu nói cái gì mà kỳ vậy cậu hai? Có gì đâu mà kỳ. Đứa nhỏ đó là con của cậu mà. Ủa, con tôi mà sao tôi không biết gì cả? Cậu định chạy tội đó hả? Tôi có tội gì mà chạy? Nè, ăn nói lôi thôi, tôi biểu tụi gia nhân nó dần cho một trận bây giờ à. Trời ơi, tức chết đi nè trời. Đừng có la lối ôm sòm ở trong nhà của tôi nghe. Tôi la đó, rồi cậu làm cái gì tôi chứ? Làm gì hả? Ừ, đợi má tôi về rồi sẽ biết. Cậu chỉ là một gã sở khanh, chuyện dụ dỗ gái cờ rồi quay lưng trốn trách việc đã làm. Cậu vừa mới hứa là sẽ thương yêu và bảo bọc em tôi, vậy mà bây giờ cậu đã trở mặt. Nếu cậu còn chút tình người thì cậu giữ lời mà cậu đã nói ra mà nhận trách nhiệm làm ra. Chị hãy đến đi, đừng nói năng lộn xộn. Em chị đã lấy ai rồi đổ tội cho tôi? Bởi tôi chẳng biết gì chuyện của con Lan. Nếu muốn yên lành nó thì chị hãy cút đi. Còn nếu mà chị cứ đặt điều nói bậy, lại còn dở thói ngược ngang, dám tới đây nằm giả thì chắc là mang quà. Cậu hù tôi đó hả? Đến nước này thì tôi không sợ cậu đâu. Cậu đã tàn phá cuộc đời em tôi thì tôi cũng liều mạng với cậu đó. Mày đâu?
tống cổ cái con mẹ đi này ra khỏi nhà tao. Cậu cái gì mà ôm sòm vậy? Má, em của cái con mẹ này lấy ai có chữa rồi tới đây đổ thừa cho con. Má xử đẹp giùm con đi má. Đứng lại đó. Còn chị kia, chuyện của em chị với chồng tôi ra sao? Chị hãy nói rõ đầu đuôi cho tôi nghe đi. Đừng sợ gì hết. Dạ thưa mợ hai, sự thật thì từ lâu rồi, cậu hai đã đến nhà tôi để dè dặt em gái của tôi mà không được, cho nên cậu đã dùng sức để... Đồ đẹp! Con kia, tại sao mày dám ăn nói bậy bạ vậy hả? Con kia, con không ăn nói bậy bạ đâu. Chính cậu hai đã cưỡng hiếp em con đến có thai, và con đã bắt gặp tại trận. Đó, mới nghe rõ chưa? Con trai yêu quý của má đã cưỡng hiếp em gái người ta đến có thai, mà người ta đã bắt gặp tại trận đó. Mất còn nói người ta ăn nói bậy bạ nữa không? Ê, bước vô đây đi đồ khốn nạn. Cái mặt như vậy á mà đi lấy em tá điền, sao không vô chào chị vợ mà trốn ở ngoài này? Vô đây, vô đây nè, vô đây nè. Ui da, trời ơi, làm cái gì dữ vậy? Làm sư tử Hà Đông. Ê, đánh tôi hả? Mô. Không dám đánh là tao quên như con chó. Cái mặt lấy bậy mà không biết xấu hổ mà còn lớn lối hả? Có ngon á thì đánh đi, không dám đánh tao á, tao cũng đánh mày nè. Ui da, đánh cho mày chết nè. Cho mày chờ nghe chưa? Chết đi nè. Vợ ngại, buông ra đi con. Con nè, việc gì thì cũng phải thủng thẳng mà nói. Con làm như vậy á, cái đám trẻ trong nhà nó sẽ chê cười. Đến nông nỗi này thì còn biết gì là xấu hổ nữa chứ. Quần nó ăn ở mỗi rợ như vậy đó mà không thấy sao? Ê, vô đây mày, tao trị tội mày trước, rồi tao cào nhà con quỷ cái này xuống sông sao? Chết mày con, chết mày nghe chưa? Ây da, mày chết nè. Cái con khốn kiếp kia, dám vu oan giá họa, làm mất danh giá nhà tao, mày phải ở tù. Thưa bà Cai, con không vu oan giá họa cho ai hết, cho nên con không có sợ. Chẳng lẽ cậu hai nhà này là con nhà danh giá mà lại đi cưỡng hiếp em của mày, là cái thứ nghèo xác nghèo sơ ăn dơ ở bẩn đó hả? Dạ thưa bà, tuy nhà con nghèo xác nghèo sơ, nhưng con không ăn dơ không ở bẩn, mà luôn ăn sạch ở lành. Cấm mày đâu, giam cái con này vào nhà khó cho tao. Tôi có tội gì mà giam tôi chứ? Thả tôi đi, thả tôi ra. Con lành kia, chuyện ra sao khai rõ ràng cho tao nghe, mà mày phải khai cho thật. Nếu khai gian, tao biểu mày trẻ giả miệng mày không còn một cái răng ăn cháo mày biết không? Bẩm bà, theo lời em tôi thì từ hồi tháng giêng tháng hai. Im đi, tao không hỏi chuyện tháng giêng hay là tháng hai, mà tao hỏi mày cái chuyện hồi sáng này ở nhà tao. Thưa bà, bà cũng biết là tôi có một đứa em gái tên Lan. Tao không cần biết con Lan hay là con Lê con Lũ nào hết, mà tao chỉ biết hỏi mày, tại sao mày dám nói những lời xúc phạm đến cậu hai? Mày trả lời bao nhiêu đó thôi. Chuyện có đầu rồi mới có đuôi, bà biểu tôi khai tắt ngang như vậy, làm sao tôi khai được chứ? Bởi vì tao không thích ngang khúc đầu, nên tao cấm mày
hai khúc đó. Bà biểu tôi khai thiệt mà bà cứ cản thủ cản gì thì làm sao tôi khai? Thôi được rồi, mày muốn khai cho đủ đầu đủ đuôi thì mày cứ khai, nhưng mày phải biết khai thật nhỏ, đủ một mình tao nghe thôi. Khai đi. Dạ thưa bà, con xin khai rõ. Con có đứa em gái tánh nết hiền hòa, nó chưa có chồng và tuổi mới đôi môi, đang sống yên vui dưới mái gia đình. Vậy mà cậu hai nghĩa dở trò đê tiện, hãm hiếp em con đến nỗi mang bầu, rồi ngoảnh mặt quay đi chối bỏ tội tình. Sự thật con ức lòng, sao bà lại bắt con? Vậy con hỏi bà, ai là kẻ có tội? Người bị hiếp đáp hay con dê đầu chuồng? Mà bà đang tâm bức hiếp dân nghèo, bắt nhân tội tình để đẹp giá kẻ giàu sang. Mày là con ngốc, tức mày cứ ong ong. Nhà tao giàu sang, mày dám đụng vào. Chứ chuyện em gái mày tao biết rõ như bàn tay, nhưng đâu có ai dám làm chứng cho mày. Cho dù cậu hai có dở trò đê tiện, có gian dâm với em gái của mày, thì bằng chứng đâu để kết tội người giàu, nắm của nhiều tiền và thế lực như tao? Nếu mày nghe tao thì mày hãy tới lại lục cậu hai gian xin, thì tao sẽ bỏ qua cho. Bà nói sao? Tôi phải lại lục kẻ đã phá hoại cuộc đời của em tôi sao? Phải. Chỉ có cách đó mới có thể cứu mày thoát khỏi vòng tù tội. Không, tôi không thể nào làm chuyện nhục nhã đó được. Ở tù thì ở, tôi không sợ. Nếu như mày không nghe lời tao, mày vào tù rồi, con Lan em của mày sống sao? Rồi nó sẽ sống với ai? Phải, bà nói đúng. Nếu tôi vào tù thì tôi bỏ em tôi ở lại với ai? Nhất là trong lúc nó đang bụng mang dạ chữa. Thôi thì tôi phải dẹp bỏ tất cả tấm lòng tự trọng mà đến lãi lục những kẻ thừa tiền lắm bạc, đã làm cho cuộc đời em tôi tan nát và khiến cho tôi phải ngậm hờn nuốt tuổi. Khi mình chẳng có tội tình chi mà phải xa chân vào chung cầu xin cậu chủ. Và nếu kẻ có tội tha cho người không có lỗi, thì đến mai sau tôi cũng cảm ơn bà. Thôi được rồi, tao tha cho mày đó. Về nhà mà mang trầu cao đến đây tả lỗi cậu hai, nghe chưa? Đi đi. Cô ba, cô đừng khóc nữa. Cô ba hãy trở về nhà đi. Cô ba mà làm liều thì chị hai khổ mà tôi cũng đau khổ nữa.
tôi đã mất hết rồi. Cuộc đời tan nát, cả mái nhà, mảnh đất cũng không giữ được, còn làm cho chị hai tôi phải bị giả lây nữa. Trời ơi, vậy tôi còn sống nữa đây làm gì? Giữa cơn lốc xoáy cuộc đời, tôi hoang sớm xa rời, khỏi kiếp sống lầm than. Bởi trời đất tuy bao la, mà chẳng có chỗ dung thân, khốn khổ gã chấp chồng. Sống nữa chỉ khổ thân. Tuy tình đời đen bạc, nhưng vẫn có một người thầm san sẻ vui buồn. Mong mỏi cận kề cô ba, nhìn thấy cô ba đông đầy ngần lệ, thì lòng tôi đau đớn vô cùng. Mong cô ba hãy hồi tâm. Cảm ơn anh đã thương tưởng tôi và an ủi tôi. Nhưng mà Lan ơi, Lan, em có sao không? Em chạy đi đâu vậy chứ? Em muốn chết chị ơi. À, tại sao em lại dại dột như vậy? Họ đã dột chị em mình đến chân tường rồi, thì có nước em đâm đầu xuống sông mà chết cho rồi, chứ sống làm chi nữa hả chị ơi? Lan, em đừng có nói bậy. Dầu gì thì cũng còn có chị. Chị dư sức lo cho mẹ con em mà. Và còn em nữa chị hai. Còn anh sao? Phải, cô ba ơi, nếu được chị hai thương, và nếu cô ba không chê tôi là kẻ nghèo nàn đi làm thuê làm mướn, thì dù phải đi trên gian khổ để đến cùng trời cuối đất, tôi cũng nguyện mãi mãi cận kề bên cô, không một phút xa. Cuộc sống tối tăm, nhưng tình của tôi vẫn luôn sáng ngời. Xin cô ba hãy tin lời tôi nói, đừng để giả nghi ngờ mà tôi phải tủi thân. Bởi tôi là một kẻ bao giờ cha mẹ mất đi từ khi còn nhỏ dài, phải tự kiếm bằng hai bàn tay trắng, nên chưa dám nói thương ai vì sợ bị chối từ. Anh cứ xin anh đừng nói bao lời mến thương, khiến cho em đớn đau trong lòng. Đời em tình sẽ nở hoa khi có anh bên cạnh, anh sẽ dìu em đi đến cùng trời ước mơ. Xin cảm ơn anh đã dành cho em tấm chân tình thật là cao quý, nhưng em chỉ còn biết nói tiếng tạ từ rồi cúi mặt quay đi, chứ em đâu dám nhận lời yêu anh khi người con gái đậm đà hương sắc đã trở thành một cánh hoa nhụy rửa. Duyên
chịu bé bằng. Dù khói chân tình không dễ gì phai nhạt, nhưng hãy để em ôm ấp trong lòng như giấc mộng thần tiên. Đừng dưng dương em nữa mà hãy tránh xa em, tránh xa con Lan đã bị đời làm u nhục. Hãy nói tiếng yêu với người con gái khác, và hãy quên em đi cho không chứng đau sầu. Nếu còn nghĩ đến em thì anh hãy về đi, để em được sống yên với quãng đời u tối. Nếu cô ba một lòng từ chối thì tôi sẽ ra về mà ôm ấp nỗi niềm đau. Phải, anh hãy về đi và hãy quên em đi. Cho dù cô chưa chấp nhận lời cầu hôn của tôi, nhưng đến bao giờ tôi cũng vẫn yêu cô và không thể nào quên cô được. Lan, chú Cư đã nói như vậy thì em cũng nên suy nghĩ lại đi em. Phải đó, cô bà hãy suy nghĩ lại giùm tôi. Tôi đang chờ tiếng nói sau cùng của cô đây. Cô bà hãy nói đi. Sự thật thì em cũng có cảm tình với anh. Cô ba có cảm tình với tôi? Phải, nhưng bây giờ thì em sợ lắm. Cô sợ gì chứ? Cuộc đời em nó đã như thế này thì... Thì sao? Đó là tại người ta bức kiếp cô, chứ cô đâu có muốn như vậy. Nhưng dù sao thì cũng đã lỡ dở hết rồi, anh biết không? Lỡ thì đắp. Tôi xin thề là sẽ quên hết chuyện cũ, sẽ yêu thương cô và xem con của cô như là con của tôi. Tôi sẽ đứng ra nhận trách nhiệm làm cha đứa nhỏ. Nhưng em sợ sau này anh sẽ hối hận. Tôi tuy nghèo nhưng không bao giờ hối tiếc những gì tôi đã nói. Anh Cư, anh tốt với em quá. Vậy thì em nguyện sẽ đền đáp ơn anh suốt đời. Như vậy là em đã nhận lời cầu hôn của anh. Lan, cảm ơn trời Phật. Con cảm ơn trời Phật. Cảm ơn em, Lan. Em làm cho anh vui mừng quá. Chị hai ơi, em Lan đã chịu làm vợ của em rồi. Chị có nghe không? Chị có mừng không? Coi kìa, sao hai đứa đứa nào cũng khóc hết vậy? Hôm nay là ngày vui mà, tất cả phải cười lên chứ. Thấy hai em như vậy chị mừng quá à. Chị không ngờ chuyện xấu lại quá tốt. Chị mong hai em sẽ yêu thương đùm bọc lẫn nhau và sẽ sống bên nhau đến da mồi tóc bạc. Dạ. Tới chị hai nữa rồi, chị làm em khóc nữa bây giờ á. Anh Cư, em cảm ơn anh. Anh cũng cảm ơn em nhiều lắm. Lan à, đây là số tiền mà bấy lâu nay anh dành dụm, nay anh trao lại cho em để em giữ nó làm đám cưới. Thôi, tiền anh đi làm công cực khổ mấy năm trời mới dành dụm được có nhiêu đó hả? Sao em dám lấy hết? Em chỉ xin anh ít tiền để đưa cho chị hai đi chợ mua đồ về nấu mâm cơm để cúng cho ba má thôi. Cả tấm thân này anh còn gửi hết cho em thì xá gì tiền bạc. Tiền của anh cũng là tiền của em, em không lấy là anh giận đó. Được rồi, em sẽ cất giùm anh để dành làm vốn ha. Lan, chị hai ơi, ở Gò Công này đất đai eo hẹp, lại bị bà Cai hiếp đáp, chắc là không sống nổi đâu. Chi bằng mình kéo nhau xuống Bạc Liêu làm ăn. Em nghe nói ở dưới Bạc Liêu đất rộng thênh thang, lại rất màu mỡ, mà chủ đất còn cho mình mượn vốn để làm mùa nữa đó. Được rồi, như vậy thì mình sẽ làm đám cưới thật đơn giản để dành tiền đi Bạc Liêu khẩn đất. Hai em có chịu không? Dạ, dạ chịu. Thank you.
sáng mà bà thức chi sớm vậy? Tôi ngủ không mà được ông à. Sao không được? Có phải vì bà quá trong ngóng tin tức của thằng hai nên bà ngủ không được phải không? Ừ, mấy đêm nay tôi cứ thức hoài à. Tôi lo không biết con nó thi đậu hay không, mà nếu đậu rồi thì được bổ đi làm ở đâu. Ôi, tới đâu hay tới đó, bà lo chi cho thêm mệt vậy? Không lo làm sao được ông. Con nó đi xa, học 3 năm rồi. Nếu nó về mà phải đi làm xa nữa thì tôi nhớ nó lắm. Biết sao giờ, muốn con làm quan thì không thể nào giữ nó ở nhà cho được. Thấm thoát mà đã hơn 20 năm mình xa đất Gò Công rồi hả ông? Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, ông đã làm lụng tảo tần để nuôi nấng mẹ con tôi. Nghĩ lại, tôi mang ơn ông biết để đâu cho hết. Ơn nghĩa gì bà, đó là trách nhiệm của tôi mà. Người ta bỏ, tôi lãnh nuôi. Thằng hai không có cha, tôi nhận làm cha. Tôi hứa thì tôi phải làm. Và bao nhiêu năm trôi qua, tôi đã làm tròn bổn phận của một người cha. Đã nuôi con đến ngày con lớn, lo việc sắp đèn tới nơi tới chốn. Để đến bây giờ nó sắp được làm quan, ơn nghĩa của ông thật là mênh mông như biển rộng sông dài. Mình nói ra làm chi cho thêm buồn thêm tôi. Thà cứ để cho quá khứ thương đau trôi vào quên lãng, chứ nhắc nhớ làm chi cho thêm khổ thêm sâu. Nghịch cảnh cơ cầu, nhưng đến hôm nay thì nỗi đau đã khép kín. Và nó chỉ biết rằng ông chính là cha. Tôi
tôi xin ông đừng buộc miệng nói ra. Nếu thằng hai mà biết rành cội rễ, tôi sợ nó sẽ dơi đi tâm lòng kính nể. Thì làm sao tôi dám nhìn con hay ngước mặt nhìn đời. Mình nói cũng phải, nếu tôi vì sự hiếu nghĩa của con thì phạm vào danh giá của vợ, thôi thì tôi đành câm lặng. Chỉ xin mình hãy thấu hiểu cho con. Ông à, tôi rất hiểu ông. Và chỉ mình tôi hiểu ông là quá đủ rồi. Tôi hiểu ông là người giàu lòng nhân ái, nên mới lãnh tội tình do kẻ khác gây ra. Ông đã làm tròn bổn phận người chồng cùng trách nhiệm làm cha. Hơn 20 năm qua ông giữ tròn lời đã hứa. Cho dù con tôi nó thuộc dòng bát bèo, chắc nó chẳng giống tình mà phú bỏ nghĩa ơn. Dẫu đến cuối đời thì nó chỉ có một người cha, đã bồng ấm bao năm và tao cần nuôi dưỡng. Tôi xin ông hãy một lòng thương tương, đừng nghi ngại điều gì mà tôi nghiệp cho con. Cảm ơn bà đã hiểu và nghĩ đến tôi. Từ đây tôi sẽ không nhắc tới chuyện cũ để cho bà phải buồn nữa đâu. Chủ nhà đâu rồi? Ra nhận dây thép nè. Chờ một chút. Cảm ơn cậu. Dây thép của hai. Ông ơi. Hả? Con nó thi đậu rồi. Sao? Được bổ làm quan kinh lý. 3 ngày nữa nó sẽ về tới. Cái gì? Con được bổ đi làm ở đâu vậy bà? Ở làng Vĩnh Lợi. Làng Vĩnh Lợi? Ừ. Làng Vĩnh Lợi là quê của cô Ba Nhàn, em cậu Hai Nghĩa, và là vợ của Hương Chủ Khanh. Còn làng Vĩnh Thạnh sát với làng Vĩnh Lợi á là quê của cậu Hai Nghĩa. Trời ơi, vậy thì nguy quá. Rủi người ta nhìn, người ta biết nó thì sao hả ông? Bà khéo lo xa dữ không? Đến nỗi nó còn không biết rõ thân thế của nó thì làm sao mà người khác biết được? Vậy thì ông phải nhớ, không được tiết lộ bất cứ chuyện gì về tâm tích của nó nghe ông. Biết rồi, bà cứ yên tâm. Quan kinh lý tâm như thế nào hả ông? Bà hỏi chi vậy? Thì ông cứ nói cảm nghĩ của ông trước đi, rồi sau đó tôi sẽ nói dự tính của tôi cho ông biết sao. Nhận xét một người mà không có người đó ở đây thì có khác nào nói lén và nói xấu họ sao bà? Ông là có sao đâu, tôi có ý tốt mà. Vậy ha, vậy thì tôi nói nghe bà. Tôi thấy quan kinh lý tâm là người đáng mến, tuổi trẻ tài cao mà khiêm tốn, tài đức sống còn nhưng chẳng tự cao nên được chung dân tương tình. Nếu mà tôi có một đứa con thì tôi gả liền cho kinh lý tâm. Ông à, tuy mình không có con nhưng có cháu ruột. Là con Đào, con của anh Hai à? Phải, vì tôi cũng ưng ông kinh lý quá chừng nên tôi tính bàn với ông. Mình làm mai dung giả phức con Đào cho nó nương nhờ tâm thân. Rủi ông kinh lý không chịu thì sao bà? Chắc chắn là phải chịu, vì cháu mình á xinh đẹp nết na, lại là con của ông hội đồng giàu có, thì có gì không xứng đáng làm vợ của ổng. Nhưng còn anh Hai, chị Hai,
biết ảnh với chị có nghĩ như mình hay không. Việc đó ông cứ để cho tôi. Tôi thấy đuốc đuốc đi tìm khắp cái làng Vĩnh Lợi này cũng không kiếm được một người như ông Kinh Lý đâu. Như vậy thì tùy bà. Thôi, bữa nào mình đến bàn với anh chị hai xem sao nghe bà. Phải đó. Ý, hình như là bà tới kìa. Chị hai, trời ơi đi đâu mà sớm quá vậy? Tôi đi chợ, nhân tiện ghé thăm cô Dượng. Dạ, ngồi đi chị. May quá, vợ chồng em tính đi ra nhà chị, không ngờ chị vô đây. Chị hai, có chuyện này vui lắm nè. Chuyện gì mà vui vậy? Có Hoàng Kinh Lý tới để đo đất trong làng. Hoàng Kinh Lý tới đo đất thì có gì mà vui? À, hay là ông đã đo xong mấy chục mẫu ruộng của tôi ở đây rồi? Dạ thưa chị hai, không phải vậy đâu chị hai à. Ý nhà em muốn nói là ông Kinh Lý này nè, mới 20 mấy tuổi đầu mà rất dễ thương, đã làm quan lớn lại chưa có gia đình. Người ta chưa có vợ con, tôi đâu dám gan biết gì cho thêm phiền. Chị hai, bởi vì chúng em thấy con Đào đã lớn rồi mà chưa kêu được ai, cho nên mới tính làm mai không ăn tiền. Người ta mới tới mà sao cô hắc mắc bà, chưa biết rõ ràng đã tính chuyện làm mai. Tại vì ông thường tới đây nên tụi em biết rõ về ông quan này. Vậy chứ gia đình ông Kinh Lý đó có giàu hay không? Dạ em chưa có hỏi, nhưng cha mẹ người ta dám cho con ăn học đến làm quan Kinh Lý thì chắc cũng khá giả chứ không nghèo đâu chị hai à. Chị hai, chị từng nói là chị muốn gả con Đào cho người làm việc quan có học thức và biết lễ nghĩa, chứ không có dám gả con cho nhà giàu mà dốt nát như là chồng của con Diệu mà. Chị quên sao? Tôi nhớ. Nhưng nếu làm việc quan mà cha mẹ giàu thì càng tốt chứ sao. Đành vậy. Nhưng mà hễ chị thấy mặt ông Kinh Lý, nghe ổng nói chuyện thì chị sẽ chịu gả con Đào cho ổng liền cho coi. Gả con là chuyện hệ trọng, tôi phải bàn kỹ với ông nhà tôi rồi mới tính tới được. Hay là vậy, ngày mốt là ngày Chủ nhật, em sẽ mời ông Kinh Lý tới đây dùng cơm, rồi anh chị sẽ dẫn con Đào ra chơi mà coi mắt luôn, được không chị? Hay lắm, tôi sẽ bàn với nhà tôi và dẫn con Đào ra đây luôn. Nếu thấy được á, thì mình sẽ tạo cơ hội cho hai đứa nó gặp riêng để tìm hiểu. Nhưng mà phải nhớ á, là không có được tiết lộ cho đứa nào biết ý định của mình nghe. Được, chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Sao giờ này chưa thấy anh hai, chị hai và cháu Đào tới vậy bà? Bởi vậy sao lâu quá. Dạ, dạ con chào cô, con chào Dượng. Ủa, ba má con đâu? Ba má con kìa. Anh hai, chị hai. Anh chị hai mới tới. Nói cho cô Dượng biết nha, vợ chồng tôi ngồi xe ngựa 7-8 cây số từ Vĩnh Thạnh qua đây. Nó dằn sóc làm tôi đói bụng lắm, chẳng hay mấy người định cho chúng tôi ăn cái gì đây? Muốn gì cũng có anh ơi, miễn anh chị đừng đòi ăn gan rồng, khô lân hay là chả phụng là được rồi. Dạ. Ủa, rồi ông Kinh Lý đâu? Dạ, ông tới rồi kìa. Dạ, chào ông Kinh Lý. Dạ, chào bà. Dạ, kính chào ông Hương Chủ. Tôi vừa đi đo đất mới về nên rất mệt, nhưng vì lỡ hứa với ông bà nên tôi phải ráng tới đây. Ồ, như vậy thì quý lắm. À, tôi xin giới thiệu với quan Kinh Lý, đây là anh Hội Đồng Nghĩa, anh ruột của nhà tôi. Còn đây là chị Hội Đồng. Dạ, kính chào bà Hội Đồng. Cháu rất vinh dự được biết hai bác. Mời ông Kinh Lý ngồi. Cảm ơn bác. Chẳng hay bác ở làng nào vậy? Tôi ở làng Vĩnh Thạnh. Làng Vĩnh Thạnh giáp tranh với làng Vĩnh Lợi. Đo đạc ở đây xong, cháu sẽ đo luôn ở Vĩnh Thạnh. Chừng đó chắc sẽ có nhiều dịp cháu làm phiền hai bác. Không hề gì,
lúc nào rảnh á, mời quan kinh lý với hai ông bà hương chủ ra nhà tôi chơi. Dạ. Dạ, cơm nước xong hết rồi. Xin mời anh chị hai, mời thầy kinh lý, chúng ta sang qua đây dùng bữa. Trời ơi, tưởng đâu phải đợi lâu, ai dè đâu cô Dượng chuẩn bị sẵn hết rồi ha. Sao hình soạn quá vậy ông hương chủ? À, đâu có gì, đây là bữa cơm bình thường thôi quan kinh lý à. Nãy giờ tôi hơi nghi ngờ, tôi thấy hình như là bữa nay ông hương chủ có vẻ lạ lùng. Chắc là ông hương chủ giấu tôi việc gì nên ngày hôm nay khác xa hôm qua, không giống hôm kia. Nếu mà có việc xin ông nói thật, tôi hết phân dân thì ăn mới ngon. Tôi đâu có dám giấu giếm điều gì, sáng nay tôi đã gặp anh hội đồng cùng bà ra đây đi chợ vòng. Ông quê sẵn dịp ghé thăm nên tôi cầm lại để mà đãi tiệc, chớ chẳng có gì xin chớ băn khoăn. Quan kinh lý, sự thật là như vậy đó, xin quan kinh lý chớ có e ngại. Bây giờ mời anh chị hai, mời quan kinh lý nhập tiệc. Tôi tên Tâm, xin ông bà hương chủ và hai bác cứ gọi tên, và coi tôi như con cháu trong nhà. Gọi quan kinh lý làm tôi ngại lắm. Đâu được, lễ nghi thì phải giữ cho đúng. À, xin mời quan kinh lý, mời anh hai chị hai, xin mời quý vị cứ dùng tự nhiên. À, trong nhà nếu còn ai, xin ông hương chủ mời ra ăn luôn thể. À, không còn ai nữa đâu thưa quan kinh lý à. Tôi vừa thấy còn có ai ở bên trong nữa mà. À, đó là con gái Út của tôi. Dạ, xin hai bác mời cô Út ra ăn luôn cho vui. Nó lớn rồi mà mắc cỡ lắm, không có dám ra ngoài ăn chung với khách đâu. Kể như người trong nhà cả mà. Nếu khách sáo như vậy thì cháu ăn sao ngon. Được rồi. Út à, Út. À, dạ. Còn lấy thêm chén đũa ra ăn cơm luôn đi. Dạ, ba má với cô Dượng ăn trước đi, con ăn sao cũng được mà. Con mau ra ăn đi, nếu không thì quan kinh lý sẽ giận đó. Dạ. Dạ, mời cô Út ngồi. Cảm ơn quan. Tuổi của tôi á, chỉ đáng làm anh cô thôi. Cô gọi là anh Tâm được rồi. Nếu gọi tôi là quan này quan nọ thì tôi sẽ bị giảm tuổi thọ đó. Em không dám. À, bây giờ xin mời quan kinh lý dùng rượu khai vị. Xin lỗi hương chủ, tôi không uống được rượu. Không uống nhiều thì cũng uống ít, uống chút đỉnh rượu ăn cơm mới ngon. Dạ không dám, đây là điều mà ba má cháu nghiêm cấm, dù uống ít cháu cũng không được phép thử qua. Tốt quá, thôi vậy mời tất cả hãy dùng bữa. Cái càng cua này thịt nhiều ngon lắm á, xin mời quan kinh lý. Cảm ơn bác hội đồng, cháu xin nhường món ngon này lại cho cô Út. Em cảm ơn quan kinh lý. Xin cô Út cho tôi mua đứt mấy tiếng quan kinh lý đó đi. Dạ, em cảm ơn ông kinh lý. Cô Út vui lòng hạ thấp xuống chút nữa. Cảm ơn anh kinh lý. Hạ xuống thì vừa rồi, nhưng mà xin bớt hai chữ chót. Cảm ơn anh. Anh Tâm. À, dạ, anh Tâm. Cảm ơn cô Út, vậy có phải dễ nghe hơn không? Dạ. Xin lỗi bác hội đồng, có chuyện gì mà bác nhìn cháu dữ vậy? Xin lỗi quan kinh lý, tôi thấy quan kinh lý có vẻ hơi quen quen, hình như giống một người mà tôi không nhớ là ai hết. Đừng có thấy sang mà bắt hoàng làm họ đó nghe ông. Tôi nói thật mà, chẳng hay quan kinh lý gốc gác ở đâu? Dạ, cháu ở làng Vĩnh Mỹ,
Bạc Liêu. Ừ, Bạc Liêu đất tốt, chắc ông bà ở nhà làm ăn khá lớn. Bà má cháu chỉ có vài trăm mẫu đất, đủ để làm ăn mà thôi. Vậy là cũng khá giả lắm rồi. Quan Kinh Lý có bao nhiêu anh em? Dạ, bà má cháu chỉ có một mình cháu. Tôi hỏi điều này có khi không phải. Chẳng hay ông bà thân sinh có định nơi nào cho Quan Kinh Lý hay chưa? Dạ, dạ chưa. Nhưng bà má cháu có nói rằng tuy cháu đã lớn khôn và tuy muốn có dâu con nhưng không ép cháu bao giờ, mà để cho cháu trọn quyền lựa chọn khi thấy nơi nào thích hợp. Ba má cháu sẽ thuận ưng cho cháu được toại nguyện. Vậy thì bây giờ nếu mà Quan Kinh Lý có cần chọn một người để làm bạn tri kỷ thì tôi sẽ làm ai cho một nàng kiều nữ. Tôi sẽ không lấy đầu heo. Quan Kinh Lý hãy an tâm. Dạ, cảm ơn bà Hương chủ. Vậy nàng kiều nữ đó là ai vậy bà? Kiều nữ đó là cháu gái của tôi đó. Hả? Ra làm quen với cháu tôi đi. Dạ. Đi đi. Cô Út. Dạ, em không phải tên Út. Vậy em tên gì? Em tên Đào. Đào, tên em đẹp và dễ thương lắm. Thiệt vậy hả anh? Thiệt. Lần đầu tiên trong đời, mà cũng là lần đầu tiên gặp em, bỗng nhiên anh thấy lòng bâng khuâng sao xuyên. Tâm tư anh ngập tràn lưu luyến và anh mong mình sẽ biến thành cánh bướm để được vờn quanh một cánh hoa. Sẽ thương yêu và suốt đời kề bên.
đừng vội nói tiếng yêu thương khi chúng mình chỉ vừa gặp nhau trong phút giây ngắn ngủi. Và đừng vội hứa bên nhau suốt đời tơ tóc rồi để khổ cho nhau khi lời anh hứa đã sớm tàn phai theo lá rụng. Mình đã cảm thương nhau hay mình đã gặp nhau từ kiếp trước, từng sai đắm bên nhau và từng đứng ước rồi phải rời xa và tái ngộ nơi này. Đào em, anh Tâm, tình yêu anh vừa thầm trao, dù cho ta mới quen nhau nhưng đã khắc sâu trong tim, và anh sẽ luôn ghi tạc. Thời gian có thể làm cho lòng Đào ơi, tình cảm đầu tiên anh dành cho em sẽ mãi mãi đậm sâu chứ không bao giờ phai nhạt. Xin em đừng ngần ngại chi mà hãy đáp lại tình anh cho chúng mình tròn câu duyên kiếp, và sẽ mãi mãi bên nhau cho đến phút sau cùng. Nếu em từ chối lời anh thì anh sẽ ra về, và anh sẽ đi thật xa chẳng bao giờ trở lại. Con đường cũ buồn làm tan nát tim anh. Còn nếu em nói một tiếng yêu thì anh sẽ viết thơ về cho ba má. Xin người mau tới đây mà chú toàn nguyện ước, để anh với em nên vợ nên chồng. Có thật vậy không anh? Anh không bao giờ dối gạt em. Vậy thì em nói đây. Em sao? Em nói đi. Em muốn nói là em cũng... Cũng sao? Em cũng yêu anh. Đào, em... Anh Tâm. Xin ba má tha lỗi cho con. Con không thể nào cưới con chủ tiệm vàng đó được. Sao vậy con? Tại vì con đã lỡ thương một người con gái khác. Vậy thì cô gái đó là con của ai? Cha mẹ nó làm nghề gì, ở đâu, tánh tình nó như thế nào? Con hãy nói cho ba má biết đi. Nói đi con. Dạ, cô ấy tên Đào, mẹ tên Hương, còn cha tên Hai Nghĩa. Cha tên Hai Nghĩa? Có phải nó có người cô tên là Nhàn, và dượng của nó tên là Khanh phải không con? Dạ phải. Dạ, nếu má có quen biết thì càng tốt. Má hãy cưới Đào cho con đi má. Đi má. Không. Má, sao má đánh con? Không. Má đánh con là tại vì, con không bao giờ được quyền yêu thương con nhỏ đó. Má,
Thưa ba má, nếu là việc khác con không dám cãi lời ba má, nhưng việc hôn nhân là hệ trọng, xin ba má hãy thương con mà cho phép con trọn ước vẹn nguyện. Vì quá lần gặp gỡ đầu tiên nghe lời ba má một lần, hãy ráng quên người con thương. Nhưng vì sao chưa từng biết mặt mà ba má đã dội chối từ, làm cho con tan nát tim lòng khi ước mơ đầu vỡ tan. Tâm ơi, đến nông nỗi này thì má không thể nào giấu con được nữa. Má, mình cứ nói cho con biết đi, rồi có ra sao thì tôi cũng cam chịu được. Phải, tôi phải nói cho con nó biết. Thà là tôi chịu xấu hổ, chứ tôi không thể để cho nó làm cái chuyện là... Má, có chuyện gì vậy má? Má nói cho con biết đi má. Má nói đi má. Tâm ơi, má, con ơi, những năm tháng xa xưa có một người con gái hiền hòa đã từng xây đắp giấc mơ đầu thật là tươi đẹp, nhưng vì tình đời bạc đen trâu trở nên đành chôn kín niềm đau suốt 20 mấy năm dài. Niềm đau đó cứ nhân lên theo tháng theo ngày, bởi đời con gái đã bị người ta vùi dập, mà hậu quả sau cùng là mang một giọt máu rơi. Tác giả bào thai thì ngoảnh mặt quay lưng, mẹ của thủ phạm thì đuổi nhà lấy đất. Vì để mất nên định quyên sinh để dính biệt cuộc đời. Vậy thì tội nghiệp người con gái đó quá, đã bị người ta làm nhục đến mang thai lại còn bị đuổi nhà lấy đất. Thử hỏi làm sao người đó có thể bon chen với đời để nuôi nấng một đứa con quan. Tâm mà nghe má nói nè, vậy mà người con gái đó phải kéo dài cuộc sống trong tuổi nhục đắng cay vì nấm ruột của mình. Cho dù người cha đã phụ người thừa nhận đã dâng nó lên từ một vùng bụng nhân,
con ơi, đứa con bị phụ bỏ đó là con. Người con gái đáng thương kia chính là má. Kẻ làm nhục má chính là hai nghĩa và ba nuôi của con đã cứu giúp mẹ con mình. Trời ơi, vậy hai nghĩa là ba ruột của con, còn Út Đào chính là em một cha khác mẹ với con đó. Vậy sao đến bây giờ má mới nói với con? Tại sao vậy má? Tại sao vậy ba? Tâm ơi, câu chuyện đau lòng đó ba đã giấu kín, vì sợ má con buồn nên không dám nói ra. Suốt 20 năm dài ba đã giấu để nuôi con, chứ không phải vì muốn giành quyền làm cha, mà ba nhẫn tâm đoạn lìa tình phu tử. Không ngờ cây muốn lặng mà gió không để yên, nên mới xuôi khiến con trở về quê cũ, để rồi yếu lầm cho rơi vào khổ lụy. Bây giờ thì con đã có tường thân thế, vậy con hãy quên đi câu chuyện tình buồn. Tâm ơi, con phải cắt đứt ngay mối tình loạn luôn, và hãy tránh xa cái nhà của hai nghĩa. Đừng bao giờ gặp lại em con nữa, cứ để nó hiểu lầm con giống phụ tình yêu. Trời ơi, Quang tôi tình, vì lỡ yêu nhau và trao ước hẹn ban đầu. Cũng vì người cha chối từ trách nhiệm, mà làm khổ vợ hiền và làm trái đạo, nhưng chúng con từng kề cận bên nhau, và con ân hận lắm, con đau lòng lắm, con biết phải làm sao đây hả má? Hả má? Con xấu hổ quá, con không dám nhìn mặt ai hết. Kìa, ơi, hai ơi, con ơi, Tâm ơi, Tâm con. Dạ thưa ông, có cha của quan kinh lý xin vào gặp ông ạ. À, cái gì? Trời ơi, cha của quan kinh lý tới sao không mời vô mà còn trình với báo nữa. Nè, bay vô lo trà nước lẹ lên để ông tiếp khách đi chưa. Quen quá mà, trà nước làm gì cho mất công. Ê, dạ đâu có được anh, dù sao thì ông đây cũng là ông không nhận ra tôi à? Hai cư. Nói vậy, quan kinh lý Tâm là con của... Của tôi. Nhưng ông có biết mẹ của nó là ai không? Ông anh nói là... Thì mẹ của nó là vợ của ông. Vậy ông có biết vợ của tôi là ai không? Thì vợ của ông là vợ của ông. Sao tôi biết được? Vợ của tôi chính là cô Lan, người đã bị ông làm nhục rồi bỏ rơi từ 20 năm về trước. Cô Lan là vợ của ông? Cô Lan
là mẹ của quan Kinh Lý. Trời ơi, vậy quan Kinh Lý đây chính là con ruột của ông. Thằng Tâm đó là con ruột của tôi. Con Đào đó cũng là con ruột của tôi. Hai đứa tôi yêu nhau. Không, không thể nào có chuyện đó được. Ông nói lao, ông nói lao. Đó là sự thật. Nếu ông vẫn chưa tin thì ông hãy theo tôi đi gặp người xưa, người đã khổ đau, ôm đứa con thơ để cùng với tôi phiêu bạc đến bây giờ. Nhưng ai có đâu ngờ dấu biển khôn lường gieo cánh đoạn trường, cũng tại vì ông đã làm kẻ phụ dông chà đạp thủy chung để cho con ông giờ đây phải lâm vào cánh đoạn trường. Trời ơi, sự thật phơi bày như sấm nổ ngang tay, và mặt đất dưới chân dường như sụp đổ. Có phải tại ngày xưa tôi gieo mầm tội lỗi để giờ đây các con tôi phải dưỡng mang quan cái đau buồn? Tình gặp ngang cái quan kiên, vừa nghe qua tâm trí tôi đảo điên, suýt chút nữa tôi đã thành cầm thú. Trời ơi, khi tôi âm thầm sắp bài ra cánh ngộ cho hai đứa con tôi phải dường lấy tội tình. Cũng may là mọi chuyện không diễn ra theo đúng ý đồ đen tối của ông. Nếu không thì bây giờ có hối tiếc cũng không kịp. Tôi không biết có phải ông đã thật lòng sám hối hay đó chỉ là những lời chót lưỡi đầu mối. Nhưng thôi, khi lìa bỏ nơi này cất bước ra đi, tôi và Lãng đã thề là sẽ không quay trở lại. Rồi chúng mình cũng cách xa mãi mãi, không vướng bận gì ân oán của ngày xưa. Tôi chỉ muốn ông hãy bình tâm sáng suốt, đừng để các con phải vướng lấy đoạn trường. Dù sao thì tôi cũng là con người, nên không thể để cho luân thường đảo lộn. Chỉ xin ông nhắn lại với Lan rằng mong Lan tha thứ tội tình ngày xưa. Tôi cũng không hẹp lượng gì mà không nhắc lại. Bổn phận của tôi đã xong, tôi về. Coi kìa, sao bác lại về? Bác tới thăm ba má con thì ở lại chơi vài bữa để ba má con được tiếp đãi bác chứ. Bác ấy tới đây không phải để thăm ba má đâu con. Bác ấy tới đây để trả lời cho ba biết là bác ấy không bằng lòng cưới con cho thằng Tâm. Không, không bằng lòng. Tại sao vậy bác? Tại vì tại sao vậy ông? Tại vì thằng Tâm nó sắp cưới cô gái khác. Đúng như vậy đó. Không, không, anh Tâm không bao giờ lừa dối con.
anh tâm thề sẽ cưới con làm vợ. Anh không phản bội con đâu, không bao giờ, không bao giờ đâu. Nhưng đó là sự thật. Không, anh Tâm không thay lòng đổi dạ. Không phải như vậy đâu, không phải như vậy đâu. Mà sự thật là chúng con bị ngăn cách duyên tình. Đừng hờn, đừng trách. Dù sao thì cũng khổ một lần. Xin chớ ngại ngần, sự thật cứ bài phân. Sự thật? Sự thật như thế nào? Bác hãy nói đi. Tại sao con và anh Tâm không thể yêu nhau? Tại sao vậy bác? Tại vì thằng Tâm là anh cùng cha khác mẹ với con. Bác nói sao? Con với anh Tâm là anh em cùng cha khác mẹ. Sao đó có phải vậy không ba? Có phải vậy không ba? Đó chính là sự thật. Kiều Lan, mình sao mình với con cũng tới đây vậy? Má biết bà tới đây, má sợ xảy ra chuyện nên má kêu con cùng tới đây đó ba. Anh Tâm. Đào ơi, khi hiểu ra sự thật anh vô cùng khiếp đảm. Trời đất sợ phải đối mặt với em. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Má anh và ba em ngày xưa đã từng ăn ở với nhau nên đã đưa anh và em đến thế giới này. Chúng ta chính là anh em cùng cha khác mẹ. Trời ơi, lỗi tại tôi, lỗi tại ba. Và bao nhiêu tội tình đều đổ xuống cho chúng con. Má giết con rồi, má giết con rồi. Đào, Đào ơi, Đào ơi, Đào con ơi. Tôi đã thề với chồng tôi là không nhớ gì về chuyện cũ hết. Nhưng lúc nào tôi cũng oán hận ông. Tôi tưởng tội lỗi của ông sẽ vùi chôn theo năm tháng. Nhưng không ngờ chính tội lỗi của ông đã làm khổ các con của ông đó. Tâm, má không cấm con. Nếu con muốn nhìn cha của con. Tâm con. Tâm à, công là công, tội là tội. Ở đời công và tội phải phân minh. Ba muốn con gọi ông ấy một tiếng ba, coi như con nhìn nhận công sinh thành sâu nặng, để cho lòng ba được đôi chút nhẹ nhàng. Gọi đi rồi về. Ba, con của ba, cảm ơn con. Cảm ơn con đã gọi tiếng ba. Bao nhiêu đó cũng đủ an ủi cho ba suốt cuộc đời này rồi. Chú ơi, ông chú ơi, chú ơi. Chú, cô hai, cô hai chạy.
xe hơi đụng chết ở ngoài kia kìa. Đào ơi, em của tôi. Đào ơi, Đào ơi. Tâm ơi, bình tĩnh đi cô. Tâm, Tâm. Chết. Nó chết rồi sao? Ông Nghĩa, tại sao ông đứng sững người ra đó? Ông hãy cười lên đi, cười ngạo nghễ trong niềm vui chiến thắng đi. Vì cái nhân ngày trước ông gieo, bây giờ đã ra qua kết quả rồi đó. Nhưng mỉa mai thái, cái quả đắng cay của cuộc đời dâu bể này lại đọa đày những đứa con vô tội của ông. Đào ơi, nhân quả ai gieo ai gặt. Con của tôi, các con của tôi, không, tôi không giết con tôi đâu. Các con của tôi vô tội mà, hãy trả con tôi lại cho tôi, hãy trả con tôi lại cho tôi. Tâm ơi, Đào ơi. Với những cái góc nhìn về hài hước nhưng đồng thời lại chạm đến những vấn đề rất là nổi cộm của một xã hội trong một năm, thì cái điều đó khán giả luôn chờ đợi và khán giả cũng mong đợi Táo Quân hàng năm. Thường ấy thì những ngày tập thì không bao giờ giống nhau, và kể cả khi ghi hình thì cũng phải ghi nhiều lần thì mới lấy được một đúp thật là hay, bởi vì Táo thì luôn luôn có rất nhiều cảm xúc khác nhau và mọi người chờ đợi cái sự ngẫu hứng ở trong Táo rất là cao, cho nên là nhiều khi mà có những cái tình huống nó cũng xảy ra ngoài dự kiến cũng như ngoài ý muốn, chứ không phải lúc nào cũng nhất thiết là phải trong kịch bản. Để nói về kỷ niệm nó đầy áp, kỷ niệm nào cũng hay và ai mình được đóng chung mình vẫn đều thấy hay. Thế nhưng mà cũng phải nói là năm nay khi quay trở lại Táo Quân đúng 10 năm, vợ sẽ làm một cái vai Táo mà hiện nay đang là vấn đề nóng hổi của xã hội. Ở cái chương trình này và hàng nghìn con mắt họ ngóng chờ chúng mình, và nếu để chỉ cần được tham gia cái chương trình này thôi cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Cho nên là bỏ cái chương trình này là tiếc vô cùng.
năm nay là kỷ niệm 15 năm Táo Quân, một cái ngày rất là ý nghĩa của chương trình Táo Quân. Có một cái gọi là đặc biệt riêng dành cho cô Đầu, những cái mà đẹp nhất, xuất sắc nhất, và nó tạo được tất cả cái tính cách mà cô Đầu đã thể hiện trong suốt 15 năm qua. Nhưng năm nay chắc chắn là cô Đầu sẽ có một diện mạo rất là mới và rất là đặc biệt. Năm nay thì số lượng táo đông hơn mọi năm. Tuy nhiên thì số lượng không phải là vấn đề mà chúng tôi muốn đưa đến duy nhất ở trong chương trình. Mà cái điều quan trọng là năm nay với 15 năm của hành trình Táo Quân thì chúng tôi cũng hy vọng rằng có một cái cách tiếp cận, một cách kể khác so với mọi năm. Và hy vọng rằng cái cách này sẽ được khán giả đón nhận và tạo nên sự hấp dẫn. Chúng ta phải đợi trong đêm 30, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị. Nằm ở vị trí trung tâm quần đảo Nhật Bản, bao bọc bốn bề là núi Nara, vùng đất từng là kinh đô của Nhật Bản cổ đại. Khoảng 2.700 năm về trước, Nara là nơi thiên hoàng đầu tiên của Nhật Bản lựa chọn lên ngôi và xây cung điện. Có thể nói, Nara chính là mảnh đất khơi nguồn của xứ sở mặt trời mọc. Nhật Bản là đất nước thế nào? Con người Nhật Bản có tính cách ra sao? Chìa khóa để biết được câu trả lời này chắc chắn sẽ tìm thấy ở Nara. Hãy cùng phóng viên Văn Nhân khám phá và trải nghiệm Nara qua series 5 tập phim, cùng tìm kiếm nét hấp dẫn, kỳ diệu và thật nhất về con người Nhật Bản. Chào mừng các bạn đến với chương trình The Start of Japan, khởi nguồn của Nhật Bản. Núi là nơi tổ tiên đến nên những ngọn núi là nơi rất linh thiêng. Đó là nơi các vị thần Phật